Kính chào quý vị và các bạn. Thiết kế mới nhất cửa lấy sáng nhà ga Bến Thành và tái lập bùng binh Quách Thị Trang. Dự án tòa tháp 22 tầng của Techcombank sắp hoàn thành. Nằm ngay trung tâm thành phố, trên tuyến đường Lê Duẩn quận 1, nơi chỉ đặt các tòa nhà văn phòng hay văn phòng đại sứ quán của các nước. Hiện nay tòa tháp Techcombank đang triển khai hoàn thiện. Tuy chỉ 22 tầng nổi và 5 hầm nhưng điều gây chú ý là kiến trúc mặt ngoài tòa tháp rất độc đáo, sau hoàn thành tòa nhà sẽ nổi bật cả tuyến phố. Chủ đầu tư là Techcombank, do nhà thầu New Techcon thi công. Chủ đầu tư từng tiết lộ, dự án có tổng vốn đầu tư khoảng 1.430 tỷ đồng, gần bằng số tiền mà tập đoàn Tân Hoàng Minh chúng đấu giá khu đất trước đó. Qua hình ảnh thứ hai, sáng ngày 5 tháng 6, đoàn đại sứ Nhật Bản tại Việt Nam đã đi thị sát công trường ga Bến Thành để thúc đẩy tiến độ dự án với hy vọng sẵn sàng vận hành vào cuối năm 2023. Khi thi công, chắc chắn không tránh khỏi những vấn đề cần gỡ vướng mắc phát sinh cần hai bên giải quyết. Thế nên chuyến thăm lần này để nắm tình hình dự án, thể hiện sự quan tâm của chính phủ Nhật là điều đáng ghi nhận. Khởi công từ năm 2012, Metro số 1 là dự án đường sắt đô thị đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh, với tổng mức đầu tư sau điều chỉnh là hơn 43.700 tỷ đồng, dài gần 20 km, từ ga Bến Thành đến đi Cầu Long Bình với 3 ga ngầm và 11 ga trên cao. Riêng ga ngầm Bến Thành là nhà ga phức tạp nhất của tuyến Metro số 1 đã thành hình, đã rõ ráng sau gần 7 năm thi công. Hiện tổng tiến độ toàn dự án đạt khoảng 90,91%. Chủ yếu hiện nay của gói thầu là công tác hoàn thiện. Bên trên mặt đất là công tác hoàn trả mặt bằng. Còn phần 4 tầng nằm sâu dưới lòng đất 32 mét đang hoàn thiện kiến trúc, lắp cơ điện và lắp đặt thiết bị cho nhà ga. Ngoài ra, gói thầu CP1B đoạn ngầm từ nhà hát thành phố đến ga Ba Son do nhà thầu Shimizu Maeda đã hoàn thành cơ bản hơn 99%. Dự kiến hoàn thành toàn bộ gói thầu này trong năm 2022. Riêng khu vực hầm đào hở trên đường Lê Lợi sẽ hoàn thành sớm hơn và cũng đang thực hiện công tác tái lập theo từng đoạn. Dự kiến đến ngày 2 tháng 9, Metro sẽ hoàn trả toàn bộ mặt đường Lê Lợi phục vụ giao thông. Điểm nhấn của nhà ga Bến Thành là giếng trời khổng lồ, nơi lấy ánh sáng cho khu vực nhà ga B1 dưới lòng đất. Đến nay cũng đã lộ diện hình ảnh thiết kế giếng trời như một vài hình ảnh. Sau tái lập ga Bến Thành sẽ thành nơi công viên. Mới đây Chủ tịch thành phố đã yêu cầu nghiên cứu phương án thiết kế đô thị tổng thể khu vực đường Lê Lợi, công viên 23 tháng 9 và khu vực trước chợ Bến Thành. Điều đáng chú ý nhất là trước chợ Bến Thành, nơi trước kia phá dỡ toàn bộ bùng binh Quách Thị Trang, thì sau khi hoàn thành cải tạo chợ Bến Thành và hoàn thành ga Bến Thành, sẽ tái lập lại nút giao bùng binh trước chợ Bến Thành. Tái lập bùng binh cây liễu trên phố đi bộ. Song song đó sẽ rời trả lại cụm tượng Trần Nguyên Hán và tượng bán thân Quách Thị Trang về trước chợ Bến Thành như ban đầu. Vì vậy có thể thấy những vấn đề văn hóa tâm linh như sau khi trả lại lư hương của Đức Thánh Trần Hưng Đạo về lại vị trí cũ,
thì việc rời lại các bức tượng đã gắn liền với tên tuổi của các bậc tiền bối lịch sử là điều rất tốt. Vì đây không phải là bức tượng mang tính trang trí, mà đó là các bức tượng thiêng, an vị đã lâu, không thể muốn rời đặt đâu là được. Theo như quan sát các tháp làm mát ở ga Bến Thành như hình, hay tháp 4 tầng cho tầng hầm đặt trên đường Lê Lợi, chắc chắn đó là các nơi làm vị trí chức năng đặc biệt cho tầng hầm nhà ga. Các tháp này đều nằm tại trung tâm, thế nhưng có điểm chung là có kiến trúc thực sự xấu. Đoạn đường dưới chân dự án One Central đã thảm nhựa xong, và tại khu vực này có xuất hiện thêm hai khối nhà nhỏ thuộc dự án của ga Bến Thành. Bạn nào biết chức năng hai khối nhà này thì bình luận bổ sung nhé. Sau khi đã hoàn tất thi công, tất cả máy móc, vật liệu dọn dẹp sạch sẽ, thì các tấm áp phích quảng cáo dự án One Central trên hàng rào cũng đã lộ diện trở lại. Vì trước đó được bao bọc kỹ bằng bạt để bảo vệ không bị hư hỏng do quá trình thi công ga Bến Thành. Còn bên trên tòa tháp One Central vẫn vô cùng im lặng sau vài ngày trước đã có cử động nhẹ nhẹ. Vì tạm dừng quá lâu, các tấm bạt che phủ lúc trước không chịu nổi thời tiết, nên đã không còn chỗ để nát được nữa rồi, nằm mỗi nơi mỗi miếng. Còn sắt thép đã hoen rỉ, đỏ rực cả sàn. Chắc chắn khi thi công trở lại cũng phải có biện pháp xử lý tẩy rỉ. Hình ảnh cuối là khu vực thi công đang tái lập hố đào hở trên đoạn đường Lê Lợi của tuyến metro số 1, đoạn 1/3 gần chợ Bến Thành. Còn tái lập phía trước đã cơ bản hoàn thành, xe cộ có thể lưu thông tạm.